Chào, hôm nay Lily xin chia sẻ với cả nhà video hamster nhà Lily sinh baby ngày thứ ba và phản ứng bất ngờ của hamster mẹ khi phát hiện có người lạ. Chúc cả nhà có những phút thư giãn thoải mái. Cảm ơn đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Lily.